Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấnaxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Hello, xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tuấnaxe nhá. Hôm nay mình sẽ đem đến cho anh em một clip mà mình sẽ trải nghiệm cái map mới, cái map Nusan với diện tích là 1x1. Nhưng mà có một sự đặc biệt trong cái clip này, đó chính là mình sẽ không lao vào bắn nhau luôn. Và mình sẽ khám phá một nơi cực kỳ đặc biệt của cái map Nusan này. Đó chính là hòn đảo Thiên Đường anh em ạ. Rồi, kia kìa. Đó, bây giờ mình sẽ đu sang nhá. Đấy, xong rồi mình sẽ vào một căn phòng bí mật. Hình như có thanh niên đu cùng mình hay sao ấy. Vừa thấy có rủ ở bên đây xong. Đấy, chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Trời ơi. Không cần nhìn lên bầu trời, bạn cũng đã biết được kết cục của bạn rồi đấy. Chết đi. Ok luôn. Thanh niên này cũng cùng quan điểm với mình. Đó. Anh em thấy nó vừa văng ra cái gì không anh em? Đó chính là cái chìa khóa đấy mọi người. Phải có cái chìa khóa đấy thì anh em mới vào được cái căn hầm bí mật anh em nhá. Căn hầm của map Nusan này. Đấy, thêm một cái chìa khóa nữa này. Rồi, ok. Bây giờ thì anh em nhìn thấy cái biểu tượng ở dưới này không? Đó, nó có cái biểu tượng căn hầm này. Đó, các bạn vào đấy và mở cửa căn hầm. Đấy, bật lắp căn hầm ra để chúng ta vào một nơi cực kỳ giàu. Không cần phải nghĩ ngợi nhiều anh em ạ. Đó. Rồi, cha chìa vào ổ và bắt đầu vào thôi anh em ơi. Căn phòng đẹp vãi nồi luôn. Nào, mở hòm đầu tiên này. Ô, có nỏ anh em ạ. Ui, nỏ lửa luôn. Xịn xịn. Quá hấp dẫn luôn. Nào, mở hai cái thùng này nữa xem nó có cái gì nào. Ui, nắm sờ ca thật sự luôn đấy mọi người ạ. Thế thì tôi đổi sờ ca tôi bắn đây. Mấy hôm nay đang gọi là khoái bắn sờ ca anh em ạ. Bắn sờ ca đang vào cầu lắm. Ây, ui dồi ôi, sờ ca nhiều thật sự luôn anh em ạ. Đấy. Nghĩa qua căn hầm này một tí này. Cái cửa này hình như là cửa đi ra. Ờ. Hình như là trong cái căn hầm này mình còn có một thấy một cái lỗ. À đây, có một cái lỗ nữa này. Mình thử chui vào cái lỗ này xem anh em nhá. Nào. Cái căn hầm này nó cũng bé thôi mọi người ạ. Ố. Đây cũng là một đường đi ra nữa anh em ơi. Ôi giời ơi. Này thì đứng đây này. Hình như là chỉ là con boss thôi anh em ạ. Một con boss không hơn không kém. À đây rồi. Đây này. Sau khi loot được cái căn hầm đấy, anh em cứ thẳng tiến đến cái ngôi làng này anh em nhá. Đấy. Đây 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 đây. Bò này, bò này. Bò. Bò với chúng tôi này. Giết luôn. Nói chung là đến cái ngôi làng này ấy, là mình sẽ dụ cho mấy thanh niên chui trong nhà, sau đó là mình sẽ đốt. Mình sẽ đốt nhà anh em nhá. Đốt nhà theo đúng nghĩa đen luôn. Vãi cả nồi. Ái da. Ái da, ngon. Một thanh niên ở trong nhà chính nữa anh em ạ, có tiếng súng. Ok, bạn cứ ở trong nhà chính đi. Một thanh niên thì đu dù ra ngoài bò. Chắc không sớm thì muộn thì cũng oảng thôi anh em ạ. Chui vào trong nhà với chúng tôi này. Bắn cái nồi ấy. Nào nào. Xem mình có nốc được cái thanh niên trong nhà không nhá. Ờ, cứ ở trong nhà đi. Đây là thanh niên. Ở hòn đá này. Ô, hình như là nốc được thanh niên ở trong nhà hay sao ấy. Ờ, đúng rồi anh em này. Này thì chui ở trong nhà với chúng tôi. Này thì nấp đá với chúng tôi. Nấp đá với chúng tôi này. Gấu panda. Ô, team Việt Nam anh em ạ. Nào, thanh niên trong nhà. Đúng là cháy nhà, lòi ra mặt chuột. Đó, cháy nhà. Đến cứu đồng đội. Đến cứu đồng đội à. Ô, anh bạn à, anh bạn à. Bình tĩnh anh bạn. Bình tĩnh thôi bạn ơi. Ê, bây giờ làm sao để nửa muốn công, nửa lại sợ anh em ạ. Ba thằng ở bên kia. Sao lại có một thằng ở trên đầu mình nữa, giờ làm sao ta. Đạn thì hết rồi. À đây, mày quá. Vừa than hết đạn luôn. Thôi, thế thì mình đổi sang M4 luôn anh em nhá. Nào. Chạy. Này, chết luôn. Khỏi. À, nói chung thì cái hồi sinh ở trong cái map này nó cũng đặc biệt một chút xíu anh em nhá. Là
các bạn không cần phải gọi là lút hay là làm bất cứ điều gì cả. Cái chế độ hồi sinh trong cái map này là chế độ hồi sinh mặc định nhá. Tuy nhiên thì cần có một thứ, đó chính là đồng đội, phải có ít nhất một người đồng đội còn sống nha. Thì sau đó là khoảng độ tầm đâu đó là 5 hay 10 giây ấy, là các bạn sẽ tự động hồi sinh ở trên đầu đồng đội luôn. Thế anh em hết sức cẩn thận. Bắn nhau thì bắn nhau, còn một người là vẫn phải giữ nhá. Mẹ hồi sinh ở đây được cái là nó là mặc định mà anh em, chứ không cần phải loot gì cả, ai cũng có quyền hồi sinh hết. Có tiếng chân ở trên đây này. Đây đây. Ôi. Vãi cả nồi, sao lại có thanh niên ở sau lưng mình? Oh my god. Gần lắm anh em ạ. Mệt rồi đây. Làm trái sờ mốc đã. Nào bạn ơi, cho tôi cái top 1 đi. Tiếng chân ở phía trước, xong lại còn một thanh niên ở đó. À đây rồi. Nó luồn ra đằng sau. Thế thì mình đơm thẳng ở phía trước đã. Thẳng ở phía trước dễ. Đây rồi. Mày. Cái đệt. Lại nào. Đây rồi, tiếng súng đây rồi anh em ơi. Sau khi đến cái đảo đấy là mình cũng sắm được súng phun lửa rồi. Súng phun lửa tí nữa ra mình lại đốt làng tiếp anh em nhá. Đốt làng, đốt xóm luôn. Hai con boss anh em ạ. Đấy, bắn cho nó nhẹ nhàng. Con boss ở đâu nhỉ? Đây rồi. Ô, vãi nồi. Ai. Bạn lại định đảo với chúng tôi. Bạn ăn bốt của chúng tôi á. Bạn quá liều. Nào. Bạn có đồng đội bạn gọi đến đây. Tôi cân hết. Đây rồi, đồng đội bạn đây rồi. Ui, trên đầu mình anh em ơi. Xử lý. Chạy đi đâu hả bạn ơi. Ui dồi. Mang cái tên là PK mà để chạy. Nghe thấy tiếng chân này chạy lại nữa anh em ạ. Nào. Ui trước sau đều có. Đứng dậy chơi bạn luôn. Ui a au ui a. Nào bạn lên đây. À chèn chân à. Dắt chân đấy bạn ơi, Bạn thích chèn chân với chúng tôi này. Bạn rất tốt nhưng mà mình rất tiếc nhá. Biết cover đồng đội ngay cả khi nốc ấy anh em ạ. Nói chung là đây là một người đồng đội. Ôi trời ơi. Ừ, chắc chắn là team này anh em ạ. Tôi dám khẳng định với mọi người chắc chắn là team này. Rồi lượt đi này. Bây giờ là bắn lượt về anh em nhá. Nào chạy ra đây. Thanh niên mặc quần áo Alibaba này. Ôi trời. Tôi chưa thấy cái mùa RP nào mà cái đồ nó xấu như mùa RP này anh em ạ. Bộ đồ nó xấu một cách tàn bạo. Tôi biết ngay là bạn sẽ xuống mà. Bạn, đây có tiếng. Rồi trước một thằng, sau một thằng. Thôi giải quyết thanh niên ở sau đã. Cho thanh niên cứu luôn. Cho thanh niên cứu. Bạn hết đạn chưa bạn? Ôi, chưa chết à? Ui dồi ôi, tưởng chết rồi. Nào. Còn sau nữa, kiểu gì cũng lao lên mà biết ngay mà. Đây, cho các bạn một quả bom cho các bạn điếc đã. Điếc, lòi, điếc rồi chưa? Lao lên như chẳng có. Mấy bạn Nepal này thì. Sao trước update các bạn bắn ghê lắm mà. Update xong cái các bạn yếu thế nhờ. Rồi. Phải check sau cho nó kỹ càng đã anh em ạ. Không có, mình mới xuống cái làng này. Ái da. Bắn ở trên cái nhà công nghệ anh em ạ. Ui dồi ôi. Chúng 30 viên rồi anh em ạ. Mà địch không chết. Ảo thật đấy. Đây băng. Ui dồi ôi. Chạy hộ. Chạy hộ. Ô, có thanh niên này. Chạy hộ. Ôi, team Việt Nam anh em ạ. Nào, đu xuống. Mình sẽ vòng lên trên cái đồi ở trên này để mình bắt các bạn đấy nhá.
hướng di chuyển các bạn ấy như thế này là chắc chắn là đồng đội các bạn ấy đang ở trên này rồi. Để trả lụa thề luôn đấy, tí nữa tôi đến tôi đốt cái làng này. Làm gì đây, làm gì đấy? Cướp kho báu à? Alibaba và 40 tên cướp à? Alibaba 40 tên cướp. Ai à, còn đáp cả bom nữa cơ. Từ từ. Ai à? Có thanh niên ở phía dưới anh em ạ. Alibaba và 40 tên cướp. Cướp à? Cướp này, cướp cho đi luôn. Cướp với chúng tôi đang bực mình sẵn. Đây đây, các thanh niên cục ở trong nhà này anh em này. Ra đây. Hay chờ đồng đội hồi sinh đây bạn. Chắc là chờ đồng đội hồi sinh rồi. Đồng đội xuống là đồng đội có Uzi đúng không? Được rồi, để xem Uzi mạnh hay là Ska Bego mạnh. Được rồi, ok. Bạn đã không lên thì tôi lên. Ây à, bạn không lên tôi lên. Tôi bị sợ bạn à? Bạn lên đây. Tôi gạt bạn này. Lên đây với chúng tôi. Bạn lên đây với chúng tôi này. Mình đang cáu thì chớ. Các bạn cứ lao lên như là thiêu thân đấy. Nào, gọi đồng đội hồi sinh đi. Hồi sinh xuống đây. Các bạn ấy làm mình cáu quá anh em ạ. Một con boss này. Đã đến lúc là chúng ta phải mặc bộ đồ assassin cờ tuấn rồi. Tôi sẽ mặc bộ đồ này tôi đi tôi càn quét. Các bạn làm mình cáu quá. Mình tính mặc bộ đồ pha đông cho nó đẹp anh em ạ. Nhưng mà thời thế nó bắt mình phải mặc bộ đồ này rồi. Bây giờ là bật mốt tàn sát này. Đầu tiên là tôi sẽ phải càn quét tất cả các thanh niên ở trên đường. Sau đó tôi đến tôi đốt cái làng kia. Thằng nào trốn ở trong nhà xác định luôn. Đây, 10 quả tên lửa nhắm thẳng vào ngần đấy cái ngôi nhà ở trong cái làng. Cháy nhà hết cho làng bốc cháy luôn. Đây à, bắn nhau à. Bắn nhau trong trên cái nhà công nghệ anh em ạ. Đây đây đây. Mày. Ôi giời ơi, lại team Việt Nam. Ôi giời ơi. Có ai đến cứu bạn không? Chắc chắn là có rồi. Sao mà tượt được? Đây này. Đây, chạy này. Chạy. Năm. Ừ, năm đi. Nhưng mà không phải Việt Nam anh em ạ. Sấy thấy mẹ bạn luôn. Riêng không phải Việt Nam là sấy thấy mẹ bạn luôn. Đâu rồi? Bỏ đâu rồi? Mình chỉ sợ có thanh niên ở sau lưng mình thôi anh em ạ. Mấy cái làng này. Có người chui trong đấy hay sao nhỉ? À đây. Ơ, bò. Bò ra cây chuối. Mình xin nhá. Cái làng này muốn cháy không? Lần này đu xuống, tôi sẽ không ngu như lần trước nữa anh em ạ. Đấy. Đề phòng. Cái nhà này. Một lần nữa nhá, mà còn nấp trong nhà nhá, tôi thề với các bạn luôn. Trận đấu sau tôi đốt cả cái làng này luôn. Không có người tôi cũng đốt. Ai vào cái nhà này mua ít đồ anh em. Mua thêm cái compe siêu phẩm. Sấy cho nó sướng anh em ạ. Ai rồi. Compe siêu phẩm này. Mấy hôm nữa thì mình sẽ giải đáp cái thắc mắc cho anh em là vì sao mình lại chơi cái tay cầm laser nhá. Mẹ một số những setting sau cái update cái bản 2.2 này. Mấy hôm nữa mình sẽ làm clip cho anh em một số những cái mẹo cũng như là một số những cái setting cũng như một số những phụ kiện tại sao mình lại thay đổi cái dòng phụ kiện mà mình rất thích dùng trong cái phiên bản trước để đến phiên bản này mình lại dùng những cái phụ kiện có thể nói là rất mới luôn anh em ạ. Ờ, cứ bắn nhau đi. Hình như ở đây đang bắn nhau ở cái biệt thự bể bơi. Mình tới luôn anh em ạ. Úi dồi ôi, bắp táo vừa tình huống hạ gục được COVID. Đây này, con người. Sao lại chạy lửa, lưng Trường Xuân lại dừng lại. Hay cũng nghe thấy tiếng chân mình rồi. Đi, mình nhảy đấm tới xem nào. Không thấy luôn ạ, cay thế nhờ. Ơ, đây.
Tiến Trang cứ thi thẳng. Ái da, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chạy vào biệt thự. Chạy vào biệt thự. Bạn không biết mình là chủ nhân của biệt thự này à? À, bạn chạy vào biệt thự của tôi. Sao lại bạn lại chạy vào biệt thự của tôi? Ở dưới biệt thự còn tiếng bắn nhau anh em ạ. Thế thì mình cứ đứng ở trên đây ngư ông đắc lợi thôi. Đến làm gì? Để rồi nay em ra đi. Có chăng bạn sẽ bay lên trên đâu tôi? Bạn thử bay lên trên đầu tôi. Tôi phóng ra, tôi bắn bạn nốc luôn. À, bạn bay lên đầu tôi không? Ái á, bom đầu này à? Ái già, bạn để công tôi. Bạn công tôi là tôi công lại bạn luôn nhá. Bạn ở góc dưới này đúng không? Rồi, bạn lại nằm lắm. Đấy, bạn mà làm sau bụi rơm thì chết với tôi bạn ạ. Đây rồi, có tiếng chân rồi. Hay mình nghe nhầm nhỉ? Có khi mình nghe nhầm mỡ rồi. Vừa nghe thì tiếng chân ở trên này xong. À đây 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 đây. Ô, chạy đi à? Ai ra? Hình như chạy đi rồi. Không được rồi, đáp bom tôi xong bạn lại chạy đi. Thế thì mình sẽ xuống cái mép này, mình ke thẳng vào cái biệt thự ấy luôn anh em nhá. Đây, xuống cái mép này. Để xem bạn có dụ mình không. Nhớ đâu bạn lại được hồi sinh đồng đội thì sao, đúng không? Ê, ê bạn ơi, đừng. Đúng rồi bạn. Bạn 10 điểm. Bạn định, thôi, tôi nốc bạn, tôi gạt bạn luôn. Xong tôi lấy con xe ở đây này, đấy. Tôi té luôn. Goodbye and see you again bạn nhá. May quá anh em ạ. Đây rồi. Bạn đừng bắn nhau như thế. Có gì lên phường giải quyết. Đây, tôi sẽ đi vòng anh em ạ. Ái da, trên đây cũng có luôn. Rồi cứ vòng đi, cứ vòng anh em ạ. An toàn là trên hết. Nào, một trận đấu 9 kill dành cho Tuấn HC nào. Bây giờ thì Tuấn HC đang có một tình huống mở góc lên trên phía trên đồi. Và một lối di chuyển vô cùng thông minh đến từ vị trí của Tuấn HC trong cái tên Anti Indo. Và bây giờ thì anh đang thực hiện cú nhảy đấm để rồi phát hiện ra được một thanh niên đang nằm trên nhà công nghệ rồi. Cũng như một thanh niên đang chạy này. Nốc ngay được một thanh niên Indo. Bây giờ thì thanh niên ở trên nóc nhà công nghệ đang xả đạn xuống. Tuy nhiên thì Tuấn HC đã có cho mình một cái backup rồi. Thanh niên ở trên, thanh niên trên nhà công nghệ mặc kệ Tuấn HC luôn. Như vậy là Tuấn HC nhân cơ hội đó ăn luôn được ai thanh niên trong nhà công nghệ. Ngu nhìn đồ là có thật anh em ạ. Rồi, bây giờ thì sẽ là một tình huống xử lý tiếp theo đến từ vị trí của Anti Indo. Vâng, đúng như cái tên của mình, anh ra bắn mấy thanh niên Indo cực kỳ dứt khoát. Có tiếng chân rồi. Có vẻ như Tuấn HC đã nghe thấy rồi anh em ạ. Bây giờ thì bò. Bây giờ thì Tuấn HC sẽ phải nói ít lại để nghe thấy tiếng chân một cách rõ ràng hơn. Vẫn là những tình huống bò mà thôi. Đây rồi, tiếng chân đã quá rõ ràng rồi. Một trái nết được quăng ra đến từ kẻ địch. Và một tình huống xoáy. Ôi giời ơi, tí nữa là hay. Nhưng bây giờ sẽ... Ố? Bọn nó có hai người mà sao lại... Ủa, thằng kia mình lóc chưa ta? Ủa, có hai người mà. Sao lại bắn một lại ăn hai là sao nhở? Hay là thanh niên kia bị đạn văng vào người nhở? Ô, chả hiểu kiểu gì anh em ạ. Bó tay luôn. Để tôi xuống tôi đốt cái làng này đã. Rồi, tí nữa xem lại clip sau anh em ạ. Xem là vì sao mấy cái thanh niên rõ ràng là có hai tên mà mình bắn một tên, hay là đạn nó văng vào người tên kia nhỉ? Ảo thật đấy. Đốt làng phá xóm. Úi giời, trụi hết anh em ạ. Mấy thanh niên ngồi trong nhà là ăn gọi là ăn lửa chết hết. Này, bụi rơm này. Ôi, cảm ơn anh em rất nhiều vì đã xem hết clip này của mình nhá. Và hẹn gặp lại anh em ở trong những clip khám phá cái map Lusan ở những địa điểm bí mật tiếp theo. Anh em muốn mình khám phá cái địa điểm nào trong map Lusan, comment ở phía dưới video nhá.